Quang Đảo xin chào các bạn. Nói chung là sáng hôm nay mình có ra khỏi nhà, nói chung là khỏi nhà để xem cái tình hình là bình thường mới trong cuộc sống của thành phố Phan Thiết như thế nào. Và nói chung là coi như là mình chỉ rảo bước qua xem thử cái con đường Đặng Văn Ngữ này có những cái sự kiện gì. Từ đây là nhà nghỉ 89 của nhà mình, kế bên là nhà nghỉ Bình Dân, và tiếp tục. Các bạn thấy là chiếc xe của công ty điện lực thành phố đã đến đây là xử lý cái cây trụ điện của cái đường dây trung thế đó, quá thấp từ bấy lâu nay là họ vẫn để vậy. Bây giờ tình hình nói chung là mỗi ngày mỗi mối đe dọa của cái ngành điện, cho nên là coi như là họ phải xử lý gấp. Các bạn thấy là coi như là những cái dây bao mũ của cái đó là để chống giật khi mà các anh lên đó để xử lý. Cái thanh sắt này là lên để mà coi như là tháp cao hơn, một cái thanh thẳng và một thanh ngang để đưa ba cái sợi dây trung thế nâng lên cao. Tại vì cái khoảng đó các bạn thấy là coi như từ điểm đó mà qua cái điểm B nó xa quá. Con đường từ ngoài vào đường Đào Duy Anh và đường Đặng Văn Ngữ, chính con đường này là đường Đặng Văn Ngữ. Các bạn nhìn thấy cái dưới chân cầu của cầu Xe Muối, đây là cái quán cà phê từ trước đến nay mới mở lại. Quẹo lại thì sẽ thấy nhà nghỉ 89 ngay. Các bạn nào ở xa thì nhìn qua cái video này sẽ thấy nhà nghỉ 89. Lớp nhạc Hưng Hòa này là coi như anh mở, nhưng mà qua cái dịch này là coi như cũng nghỉ luôn Hưng Hòa. Trên đường Đặng Ngữ này thì có một cái công trình thủy lợi làm ở hai bên đường, tại vì từ trước đến nay là con đường này không có một cái cống nước, mỗi lần mưa khoảng nửa tiếng là bị ngập đó. Đó, cho nên là bây giờ công trình đang làm đó, cho nên các bạn thấy là hai bên hiên trước nhà thì đang là coi như đào xới rất là dơ. Cái mùi gió bắc này là rất là bụi đó, các bạn thấy là cái thanh sắt được đưa lên. Nói chung bây giờ công nghệ coi như là 4.0 này coi như là các anh này làm rất khỏe, xe cộ rồi nói chung là điều kiện làm rất là sướng. Bạn mình ở đó Trương Minh là cũng chết vì cái chuyện leo cái trụ điện này bị giật. Bây giờ là có sự bảo hiểm hỗ trợ. Và khi mà đi qua cái đoạn đường Đặng Văn Ngữ này thì mình sẽ vòng qua đường từ quận 4 thì sẽ thấy cái bến xe Bắc. Bến xe Bắc là từ ngày giờ coi như là cũng là thời mắc dịch là cũng bị đóng cửa luôn. Nó sẽ nối dài qua đường Võ Văn Kiệt, qua cái vòng xuyến đó các bạn. Các bạn sẽ thấy là cái bảng tạm ngưng hoạt động của cái bến xe Bắc họ đã để. Bến xe này là đi thành phố Hồ Chí Minh và đi tất cả các mọi nơi đều về cái bến xe Bắc này. Bến xe Bắc là coi như là từ bên cầu Trần Hưng Đạo mà về phía Bắc thì gọi là bến xe Bắc, còn nằm ở trong cầu lại thì gọi là phía Nam. Vậy là Phan Thiết mình sẽ có hai bến, bến Bắc và bến Nam. Đây là đường từ quận 4 chạy về đường Nguyễn Hội. À, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy những cái hàng quán sẽ mở lại, gọi là bình thường mới. Để thấy có một cô đứng quảng cáo bán iPhone trả gốc, bán iPhone trả gốc. Cô này cũng dễ thương, tiếng Sarah, bán đủ thứ trái cây. Nói chung là những ngày gọi là bình thường mới này thì nói chung là cuộc sống của người dân người sống vẫn hồi hộp, nhưng mà biết đâu mà tránh được SARS-CoV-2. Mỗi ngày coi như là mỗi tiến bộ, mỗi tăng dần lên vượt bậc để mà
là gây thương hại cho đồng bào và gây hại cho cuộc sống này ở trên trái đất này. Xe cứu thương vẫn còn hiện diện. Cây phượng này thì cái mùa hè vừa rồi là nở hoa rất là đẹp, rất là đẹp. Có lần mình đi ngang qua đây trong cái mùa dịch đó, các bạn thấy cái vòng xuyến đường Trần Hưng Đạo đó, nó sẽ nối dài qua tới chỗ cầu Sở Muối thì nó sẽ là một con đường gọi là đường 19 tháng 4. Còn đường Trần Hưng Tư là nối dài thẳng qua từ hướng Tây về hướng Đông, thì khi qua khỏi cái trục giao này thì sẽ trở về Võ Văn Kiệt. Đây là đầu nhà TTC Palace. Các bạn thấy là coi như là có một cái trung tâm hải sản TTC Palace. Các nơi về đây thì hay thưởng ngoạn những cái đồ ăn hải sản. Ở hướng Bắc sẽ về hướng Nam. Xe sẽ chạy về là Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo. Đây là cái lối đi vào khu dân cư 19 tháng 4. Các bạn thấy là nó nằm giống như là ở thành phố Đà Lạt, ở phía trên một khu như khu chợ Đà Lạt là khu Hòa Bình đó, đó các bạn. Đó là hướng Bắc của Phan Thiết, hướng Bắc Phan Thiết. Mình không phải là nhà quay phim chuyên nghiệp, cho nên các bạn rất thông cảm, rất thông cảm cho mình. TC Palace là vẫn hiện diện ở đây. Nói chung là lễ cưới, bất cứ một cái việc gì đó thì người ta sẽ đến đây, người ta đặt hàng. Con đường này hướng vào đường Đào Duy Anh và đường Đặng Nhân Nữ, khu dân cư 19 tháng 4 đó các bạn. Nhà Mỹ, Mỹ Diệu. Nói chung là làm lớn thì chết lớn, mà làm nhỏ thì chết nhỏ. Rồi sẽ thấy nhà bác. Cuộc sống này coi như là qua cái trận dịch này thì rất là đau khổ. Trên hành tinh này thì rất là đau khổ. Dưới chân cầu Sổ Muối thì cái công trình thủy lợi đang làm hai bờ kè, là bờ kè của cái hai bên bờ kênh đang làm đó các bạn. Nó nằm ở ngoài sau lưng nhà mình đó. Đây là cung đường Đặng Nhân Nữ, sẽ thấy nhà nghỉ 89 xuất hiện. Và đến đây là mình cũng xin chúc các bạn sức khỏe dồi dào ở trong cái mùa dịch, và giữ sức khỏe làm sao cho tốt bệnh này. Xin chào các bạn.